mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp thiết kế theo mẫu hiện đại, bố trí full nội thất khoảng tầm 500-600 triệu đồng. Một căn nhà rất đẹp, hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Nhà mình ngang rất là rộng, thiết kế theo mẫu hiện đại, bố trí nội thất full gồm có đó, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Hẻm trước nhà thì rộng khoảng tầm 5m, hẻm một sẹt nha. Hẻm một sẹt có trục đường cây châm. Cách đường chính chắc tầm khoảng tầm 20-30m thôi. Đường nội bộ, đường cụt và nhà mình nằm ở đầu hẻm. Chúng ta sẽ được thiết kế theo mẫu hiện đại cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng luôn. Hướng chính nam được giao bán 8 tỷ 400 triệu đồng. Có một lớp cổng phía ngoài, trên thì được lợp mái thái. Khoảng sân phải dài được tầm 2,5m nha. Khoảng sân dài 2,5m. Phía trong thì có một bộ cửa gỗ cam xe. Và phòng khách thì được tặng lại bộ gò đỏ trị giá khoảng tầm 40 triệu. Có một cái kệ tivi gò đỏ luôn. Và tặng tivi. Trên thấy cao đèn chùm, có tranh mà nó thành công. Ngang 4m7, sâu 17m. Thiết kế rất là đẹp và sang trọng nha quý anh chị. Anh chị cô chú nào xem video thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Sẽ được ốp sàn gạch 80 ở đây. Rất đẹp luôn nha quý anh chị. Và nhà thì trang trí cực kỳ là sang trọng và cao cấp. Giá bán chỉ có 8 tỷ 400 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà ngang rộng này thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Phía dưới này được bố trí tiêu cánh này. Và cầu thang thì được làm trụ và tay vịn là gỗ cam xe, kính cường lực, ốp đá hoa cương. Được làm giật cấp lên 2 bậc ở phòng bếp. Tặng full nội thất gỗ đỏ, nhà này phải tầm 500-600 triệu đồng tiền nội thất. Và có tủ lạnh luôn, bộ bàn ăn gỗ đỏ này. Tủ bếp gỗ cam xe, trần thạch cao và gạch thì ốp rất là đẹp nha quý anh chị. Anh chị cô chú nào nếu mà thích căn nhà đẹp giá rẻ 8 tỷ tư này thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Căn nhà rất là rộng dài, dưới trời phía sau thì cực kỳ thoáng, phải rộng tầm 3-4m2, làm thấu đến sân thượng luôn. Rất đẹp nha anh chị. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới bên em. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 1. 4 phòng ngủ, chúng ta có 4 giường nệm, tủ quần áo và máy lạnh. Giường toàn bộ là giường gỗ đỏ nha anh chị. Cái giường tầm đâu vào 20 triệu đồng một cái nha. Ốp sàn gạch 60, có nệm. Trần bố trí thạch cao đèn chùm. Sàn dây dẫn tường, phòng thì rất là rộng. Do nhà mình ngang rộng tới 4m7, sâu 17m. Toilet thì chúng ta có vách tam kính, bồn cầu khối, gạch có cao lên gần hết tường. Anh chị cô chú nào đang xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em. Phía ngoài chúng ta có ban công. Và cửa sẽ là cửa nhôm xin pha nha. Trồng cây xanh ra ngoài. Căn nhà rất đẹp, rất là cao cấp và sang trọng. Mọi người thì xem chúng ta hãy nhớ gọi cho em Hưng. Rất là rộng, toàn bộ nội thất gồm vào đó hết luôn. Toilet riêng từng phòng. Bộ giường gồm vào đó Nam Phi rất là đẹp nha quý anh chị. Vàng rực luôn. Giường này thì nằm thoải mái. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Thiết kế một trệt 3 lầu, có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đây cũng có giường, gỗ đó này, nệm và tủ âm tường, có máy lạnh.
Phòng thì rất là rộng. Anh chị cô chú xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Phòng số 4 thì chủ nhà sẽ bố trí giường loại khác, cũng giường 2 mét ngang, giường loại khác nha. Khoảng giếng trời rất là thoáng luôn, cũng giường 2 mét ngang nhưng mà giường loại khác nha anh chị, giường gỗ ăn cường, tủ và có luôn máy lạnh. Phòng rất đẹp, rất là sang. Và di chuyển lên trên sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Phòng thờ cũng được tặng lại một bộ tủ thờ ở đây, tủ và kệ thờ nha. Phía ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng. Sân thượng nhà mình thì được trồng cây xanh và ốp gạch rất là sạch sẽ, rất là đẹp rồi. Anh chị nào đang xem video thì chúng ta hãy ủng hộ em, nhanh tay gọi ngay về tới nhà Đất Bá Hưng. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ, giặt đồ ở đây. Khu vực này đã được làm mái và làm khung sắt rất là kín và đẹp rồi, rộng rãi và thoáng nha. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.